Nhờ vào những cái câu hỏi của anh em thì ngày hôm nay Huy có một cái chủ đề khá là hay luôn. Thì anh em đặt câu hỏi cho Huy là tại sao AD15 lại vắng bóng quá, chạy ra đường ít thấy ai chạy AD quá, toàn là Winner X không, lý do vì sao? Và đó một là cái chủ đề mà Huy nghĩ là anh em cũng rất là quan tâm, đặc biệt là những fan của Yamaha, một cái dòng xe côn tay hot từ trước khi mà có sự xuất hiện của đối thủ là Winner tới bây giờ. Đó, đầu tiên thì Huy sẽ nói về cái giá bán đi. Nó có rất nhiều lý do, nhưng mà trong video clip này Huy muốn anh em mình ngồi nói chuyện với nhau thực tế nhất có thể. Mình sẽ xét về cái giá bán đầu tiên. Thì anh em thấy là giá bán của Winner X ở thời điểm hiện tại là một mẫu xe côn tay có ABS, có nhiều công nghệ rất là hay luôn. Và giá của phiên bản mới nhất, nếu mà anh em tham khảo thì nó chỉ dao động cho cái phiên bản cao cấp ra biển Sài Gòn luôn, thì nó rơi vào khoảng 40 triệu quay đầu thôi là có một chiếc Winner X rồi. Nhưng anh em muốn sở hữu được một chiếc AD55, có nghĩa là một cái bộ áo phiên bản tiêu chuẩn thôi, chứ chưa phải là đặc biệt hay cao cấp, thì anh em phải trả một cái số tiền là 40 mấy triệu. Và đối với phiên bản cao cấp thì nó sẽ khoảng hơn 50 triệu đồng. Một cái con số mà Huy thấy là cùng phân khúc, công nghệ nó có thể tương đương cỡ nhau, nhưng mà nó bị chênh lệch 10 mấy triệu đồng, cho tới khoảng 20 triệu đồng. Thì anh em biết kinh tế bây giờ cũng khó khăn, và nhiều lý do mà để mọi người muốn chi tiêu ra ở có thể đam mê bóp côn, đam mê chạy một chiếc xe côn tay thể thao đi, nhưng mà mọi người muốn có một cái chi phí hợp lý để cái số tiền mà mình dư ra đó mình có thể làm những cái việc khác, có thể là độ luôn cũng có thể đó. Cho nên thì giữa sự chọn lựa, bài toán cân bằng giữa một bên là Winner X khoảng 3x mua mới và một bên là Accenter 155 một hơn 50 triệu, thì bây giờ mọi người sẽ chọn Winner X nhiều hơn. Chưa kể là cái việc mà Honda họ luôn có những cái chương trình kích cầu người tiêu dùng rất là hay, trả góp 0% lãi suất này nọ rất là nhiều luôn anh em. Đó, nó thực tế hơn là cái quà tặng, thực tế hơn là cái quà tặng. Đôi khi anh em mua xe tặng cái gói quà này đó 1-2 triệu đồng, đôi khi anh em không cần, anh em cần thực tế là có thể giảm tiền hoặc là có thể là trả góp 0% lãi suất là anh em tới thôi. Đó, ok, đầu tiên là giá bán đã xong rồi, thì chúng ta sẽ xét về cái thiết kế. Cái thiết kế của Winner X á, thì cho tới thời điểm hiện tại anh em có thấy là Honda họ đúng là lắng nghe người tiêu dùng hay không? Đúng lắng nghe người tiêu dùng là vì sao? Từ cái vị trí xi nhan trước gọn gàng hơn, cái vị trí ống xả phía sau gập xuống để không khiến gọi là bất lịch sự, nó tinh tế hơn khi chúng ta di chuyển ngoài đường, không bắn chĩa cái vị trí mà ống xả miệng bô đi bắn thẳng vô cái người chạy phía sau khi mà dừng chờ đèn đỏ. Những cái thay đổi đó rất là hay. Và với một cái thiết kế thể thao thì cái đó là tùy người tiêu dùng, tùy anh em thích của mẫu xe nào. Anh em có thể là thích Winner X hoặc là anh em có thể là thích AD155, tùy vào cái thiết kế mà anh em có thể chọn lựa. Thật sự thiết kế của AD155 cũng hay anh em. Nếu mà nhìn lại thì anh em sẽ thấy là cốt pha của AD155 nó lại là một cái điểm cộng so với Winner X. Winner X thì cốt pha đều nằm ở dưới hết. Khi mà anh em xử lý những cái cua gấp, nếu mà Huy không nói về những chiếc xe cua lớn thể thao, nhưng mà đối với những xe nhỏ anh em chưa có kinh nghiệm nhiều hay là một người tiêu dùng bình thường, thì Huy thấy á, sự chọn lựa AD155 nó vẫn hay hơn về cái vị trí cốt pha đằng trước. Có nghĩa là khi anh em chuyển qua trái qua phải thì cốt pha nó vẫn theo cái góc cua đó, cho nên là cái ánh sáng sẽ tốt hơn. Cả hai đều sử dụng ánh sáng LED, cả hai đều là đồng hồ LCD. Rồi, thứ ba thì bây giờ chúng ta sẽ xét về những cái giá trị mà cả hai chiếc xe này đều mang lại. Đầu tiên thì anh em thích cái gì? Bây giờ nói thiệt, quý thiệt anh em người tiêu dùng á, họ mua một chiếc xe, họ ngồi lên xe họ thấy ok, ồ chiếc xe này ngồi dáng thoải mái nè, xong rồi họ nhìn vào thiết kế, nhìn thoáng qua, họ hỏi về giá bán, xong rồi họ sẽ nói về xe này có ABS hay không. Anh em biết là bây giờ cái ABS á, cái cụm từ đó nó rất là phổ biến, từ những cái xe tay ga bây giờ cũng ABS rất là nhiều, từ Yamaha cho tới Honda đều có ABS hết. Nó là một cái tính năng an toàn, nhưng mà người tiêu dùng á thì họ không cần tìm hiểu nhiều, họ chỉ thấy là xe có ABS thì sẽ giúp kiểm soát phanh an toàn hơn, xử lý những tình huống ok hơn, thì họ cái nhu cầu ABS của họ cao lắm đó. Cho nên á, cái AD155 á còn bị thiếu là không có ABS đó. Chỉ có nâng cấp cho cái phiên bản cao cấp là được cái gì anh em? Con heo 2 bit, phanh nó dịu hơn,
còn phiên bản thường thì vẫn còn heo một ít. Còn đối với WinX anh em thì hầu như là đều có ABS hết. Cái sự chọn lựa ABS là cái sự chọn lựa hàng đầu, và những dân chơi xe thì họ cũng rất thích ABS, trừ khi những cái bạn mà yêu thích cái bộ môn mà đua xe ở trong trường đua, hay là tham gia những cái bộ môn như là tuning đi, hay là chơi nhẹ off-road đi, thì họ không cần tới ABS thôi. Còn lại là họ thích ABS lắm, cảm giác là nó an toàn hơn đó. Như vậy cái tâm lý người tiêu dùng khi mà mua một chiếc xe không có ABS là họ bị gạt qua liền cái tư tưởng đó. Cho nên thì lý do vì sao mà WinX cũng lại được chọn nhiều và ra đường thấy WinX nhiều. Đối với ông kỹ sư Yamaha thì cho rằng á, đối với cái động cơ của con Edge đó, để trang bị VVA đó, trang bị chống trượt nồi, thì anh em có thể thoải mái xử lý các tình huống khẩn cấp, có thể dồn số gấp, phanh bằng phanh số, bằng phanh động cơ. Hỏi anh em người tiêu dùng thì nhiều, anh em chơi xe thì ít. Bao nhiêu người chạy chiếc xe công tay biết phanh động cơ, biết bóp côn là may mắn rồi, không có đó quên nó thiệt. Cho nên cái đó thì nó hơi bị bất khả quan, bất khả thi. Có nghĩa là Yamaha giống như muốn bán cái chiếc Exciter 105 này cho những người mà chơi xe công tay lâu năm, chứ không phải là những người họ mới tập tành phanh động cơ này nọ. Rồi ok, thì tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về những cái tiện ích của nó. Cả hai đều có khóa smart key, cả hai đều có cổng sạc USB, cả hai cùng mang lại những cái sự phấn khích. Đối với Yamaha thì là ở dãy tua đầu ở nước đề ba, còn đối với Honda thì nó sẽ là những cái dãy tua sau và ở nước hậu đó. Và nhìn lại mọi thứ thì đối với WinX thì nó sẽ mang một cái thiết kế là DNA theo kiểu của CBR, còn đối với Exciter 105 thì theo kiểu của mẫu Yamaha R1. Những DNA nói chung là thừa hưởng những chi tiết nhỏ thôi đó. Và những cái lý do đó mà khi mà Quy nói nãy giờ với anh em á, chia sẻ với anh em, thì anh em có thể thấy rằng là khi chọn lựa về cái giá bán nè, chọn lựa về tiện ích không có ABS nè đó, và chọn lựa về một cái thiết kế nó trung tính. Quy thấy WinX thì trung tính hơn, nhưng mà không biết anh em là như thế nào. Cảm giác mà chạy WinX á, thì con người mình, cá nhân Quy thấy thì Quy vẫn thích là cảm giác mà mình trưởng thành hơn đó. Nhưng mà không phải chạy là không trưởng thành, nhưng mà do là cái độ thẩm mỹ của mình thiên về WinX đó, thì cho nên là vậy. Nhiều yếu tố để đặt lại là người tiêu dùng họ lại có cái sự chọn lựa WinX nhiều hơn. Và tất nhiên thì khi mà đã thích rồi, cái lý do về giá bán, cái lý do về không ABS sẽ bị gạt qua một bên hết. Còn đối với anh em, lý do vì sao mà anh em lại chọn WinX, và theo anh em nghĩ thì người tiêu dùng tại sao lại chọn WinX nhiều hơn là Edge 105, trong khi đó những thế hệ 2006 đến 2010 Edge côn tự động hoặc côn tay thì bây giờ nó đang rất là hot luôn, hot trong cái thời điểm WinX chạy ngoài đường rất là nhiều. Mong rằng là ở chủ đề này thì anh em có thể góp ý những ý kiến rất là hay, những ý kiến rất là sâu sắc, để chúng ta có thể thảo luận một cách tích cực nhất giữa hai mẫu xe côn tay WinX và Edge 105. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Xin chào, hẹn gặp lại.